Channel xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2024. Võ thuật Channel có một số thông tin võ thuật quan trọng gửi đến quý vị như sau. Quang Thị Nhật Quế lố cân, Lò Thị Tâm mất trận đấu ở Lion Championship 18. Mike Tyson dự đoán khó tin trận thống nhất đai đỉnh cao Dmitry Bivol và Arthur Beterbiev. Dana White nói gì về ý tưởng tứ hùng BMF trong một đêm? Tatsuro Taira hy vọng sau một thập kỷ của MMA Nhật Bản ở UFC. Trưởng môn phái Thanh Thành thách đấu Mike Tyson lại gây ồn ào ở Trung Quốc. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Hoàng Thị Nhật Quế lố cân, Lò Thị Tâm mất trận đấu ở Lion Championship 18. Một trong những trận đấu được mong chờ nhất Lion Championship đã không thể diễn ra khi Hoàng Thị Nhật Quế không đạt mức cân yêu cầu. Sáng 11 tháng 10, các võ sĩ của sự kiện Lion Championship 18 đã tập trung tại Hà Nội để thực hiện thủ tục cân chính thức. Trong khi đa số các võ sĩ đều hoàn thành chỉ tiêu cân nặng, biến cố không muốn nhất đã xảy ra với sự kiện. Nữ võ sĩ Hoàng Thị Nhật Quế không đạt chỉ tiêu so với hạng cân 60kg. Cô dư tới 3,45kg khiến trận đấu với đối thủ Lò Thị Tâm chính thức hủy bỏ. Không chỉ ảnh hưởng tới Lion Championship 18 vốn có 3 trận đấu hạng A hệ chuyên nghiệp, cuộc đối đầu bị hủy còn ảnh hưởng đến cả hạng 60kg nữ. Người chiến thắng trận đấu này được tiết lộ sẽ là đối thủ thách thức danh hiệu của đương kim vô địch Chelsea Caswell. Hiện tại, ngoài thông tin lố cân của Hoàng Thị Nhật Quế, Lion Championship vẫn chưa công bố thêm quyết định nào với nữ võ sĩ hay dự định về hạng cân 60kg nữ. Theo hợp đồng từng được tiết lộ tại Lion Championship, võ sĩ lố dưới 0,5kg sẽ bị phạt 10% tiền thưởng trận đấu, 20% nếu quá từ 0,5 đến 1kg. Trong một số trường hợp võ sĩ quá cân, trận đấu vẫn có thể diễn ra nếu đối thủ đồng ý thượng đài. Tuy nhiên, trong trường hợp của Hoàng Thị Nhật Quế, con số 3,45kg là quá lớn so với điều lệ và chuyên môn thi đấu, nên cuộc đối đầu với Lò Thị Tâm không thể diễn ra, do đó việc cắt phần trăm tiền thưởng cũng không thể thực hiện. Đây có thể coi là một điểm chưa hoàn thiện với các võ sĩ có đối thủ lố cân quá nhiều. Nếu đồng ý thượng đài, các võ sĩ sẽ đối mặt với bất lợi rất lớn, có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu lẫn lộ trình sự nghiệp. Nếu không muốn nhận bất lợi đó, họ cũng không có cơ sở để được đền bù lại những chi phí để chuẩn bị cho trận đấu. Hiện tại Lion Championship 18 còn 6 trận đấu sẽ bắt đầu từ 19:30 ngày 13 tháng 10 tại nhà thi đấu Tây Hồ Hà Nội. Danh sách các trận đấu hạng A hệ chuyên nghiệp 65kg Nghiêm Văn Ý đối đầu Hoàng Văn Minh, hạng 56kg Đinh Văn Khuyến đối đầu Võ Thanh Tùng, hạng B hệ nghiệp dư 56kg Lê Văn Trọng đấu với Huỳnh Ngọc Tính, 60kg Bạch Văn Nghĩa gặp Nguyễn Đức Thắng, hạng cân 56kg Nguyễn Phú Thịnh gặp Lê Văn Vũ, Trương Quang Kiệt đối đầu Nguyễn Văn Trung. Về thời gian thi đấu của hạng A thì sẽ là 3 hiệp, mỗi hiệp 5 phút, còn ở hạng B thì 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Mike Tyson dự đoán khó tin trận thống nhất đai đỉnh cao Dmitry Bivol và Arthur Beterbiev. Tượng đài làm bốc sinh thế giới Mike Tyson cũng đứng ngồi không yên dự đoán trận thống nhất đai đỉnh cao Bivol và Beterbiev sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 10. Trận thống nhất đai đỉnh cao hạng dưới nặng bốc sinh thế giới giữa Dmitry Bivol và Arthur Beterbiev sẽ diễn ra vào rạng sáng mai, Chủ nhật ngày 13 tháng 10 tại sàn Kingdom Arena ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Saudi. Những ngôi sao quyền Anh từ quá khứ đến hiện tại đều đang hướng sự tập trung về màn show găng kinh điển sẽ tìm ra nhà vô địch tuyệt đối hạng dưới nặng lần đầu tiên trong kỷ nguyên 4 chiếc đai, và Mike Tyson cũng không phải ngoại lệ. Tay đấm gốc Nga 39 tuổi Beterbiev là nhà vô địch boxing thế giới duy nhất đạt tỷ lệ thắng knockout 100% kể từ tháng 11 năm 2017 trở lại đây, sau khi giành đai IBF hạng dưới nặng. Beterbiev hiện đã thâu tóm 3 chiếc đai WBC, IBF, WBO sau khi đấm hạ Joe Smith Jr. ngay ở hiệp 2 màn Shogun vào năm 2022 và hai lần bảo vệ chiếc đai thành công. Tuy nhiên, bước vào trận Shogun này, nghệ sĩ knockout Beterbiev đang đối mặt với sự nghi ngờ về phong độ bởi anh từng dính chấn thương rách sụn chêm đầu gối khi tập huấn chuẩn bị cho trận Shogun này theo lịch đấu ấn định ban đầu là ngày 1 tháng 6. Trong khi đó, boxer 33 tuổi, người Kyrgyzstan Dmitry Bivol vẫn sở hữu thành tích toàn thắng 23 trận toàn thắng, 12 trận thắng knockout khi đấm bại Zinat vào tháng 6 vừa qua. Bivol đang giữ đai WBA hạng dưới nặng và từng đưa tên tuổi lên đỉnh cao thế giới
khi buộc tượng đài Canelo Alvarez phải nhận thất bại thứ hai trong sự nghiệp lẫy lừng ở màn so găng cách đây 2 năm. Sau tất cả nhìn nhận chung của giới chuyên môn cũng như cả từ phía người hâm mộ thì hiếm có màn so găng đỉnh cao nào lại ngang tài ngang sức 50-50 như màn đối đầu giữa Bivol và Vetterbil rạng sáng mai. Dưới góc nhìn từ phía tượng đài Mike Tyson, ý kiến cũng rất dè dặt. Nếu bạn hỏi tôi Bivol hay Vetterbil giành chiến thắng, điều đó không công bằng với tôi vì nó quá khó để dự đoán. Mike Tyson phát biểu tại buổi giới thiệu sản phẩm LF Go mà ông là đại sứ thương hiệu. Thú thật, tôi chỉ nghĩ rằng Vetterbil sẽ làm tốt công việc của mình, bởi đơn giản tôi là fan của cậu ta. Rõ ràng không lạ khi Mike Tyson dành tình cảm cho boxer hậu bối có sở trường đánh tương đồng, đó là tung ra những đòn rất nặng và hầu hết kết thúc trận đấu bằng những tình huống đấm knockout buộc đối thủ nằm sàn. Trong khi đó, ngay cả boxer ngộ ngáo như Tyson Fury hay nhà vô địch WBA hạng welterweight Emantas Stanionis cũng rất né tránh khi đề cập đến kết quả màn so găng đỉnh cao giữa Bivol và Vetterbil. Tôi nghĩ đây sẽ là một đêm tuyệt vời với người hâm mộ boxing thế giới và những chiếc đai danh giá. Tyson Fury nhận xét chung chung: đây là màn so găng khó dự đoán bậc nhất và chính tôi cũng thay đổi dự đoán của mình mỗi ngày. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu tuyệt vời và người chiến thắng là khán giả. Emantas Stanionis dự báo. Boxer lừng danh hiếm hoi từng dự đoán kết quả rõ rệt, đó là Roy Jones Jr., cựu vô sĩ từng vô địch 4 hạng cân, khi phát biểu cách đây hơn một tháng: không còn là một trận đấu 50-50 nữa. Đầu tiên, Vetterbil đã gần 39 tuổi, cậu ấy đang trên đà đi xuống, còn Bivol chưa bao giờ như vậy. Roy Jones Jr., người từng đấu giao hữu với Mike Tyson vào năm 2020, bình luận đánh giá: Bivol đã đánh bại người đứng đầu bảng xếp hạng pound for pound là Canelo Alvarez, khiến cậu ta như thể chẳng là vấn đề gì cả. Vetterbil phải cho tôi thấy mọi thứ có thể để khiến trận đấu này trông như một cuộc đối đầu cân bằng 50-50. Bây giờ Bivol đang có lợi thế khoảng 60-40, cậu ấy là một võ sĩ quá cừ. Nhưng Bivol cũng từng bị đánh ngã, theo tôi, nếu bạn từng bị đánh ngã thì tôi cũng có thể làm vậy. Đó sẽ là một cuộc chơi nguy hiểm mà Bivol phải lao vào, vì Vetterbil là tay đấm có lực nhất ở hạng cân này. Dù vậy, nhìn về tổng quan, Bivol có lợi thế đôi chút. Dana White nói gì về ý tưởng tứ hùng BMF trong một đêm? Trước ý tưởng điên rồ của Dustin Poirier về việc bốn võ sĩ cùng tranh đai BMF trong một đêm, chủ tịch Dana White lại có phản ứng bất ngờ. Chiếc đai BMF từ khi được ra mắt năm 2019 đã qua tay ba chủ nhân, tất cả đều là đại diện cho lối đánh cống hiến của giải đấu. Là một người từng thất bại khi tranh giành danh hiệu này, Dustin Poirier vẫn chưa từ bỏ ý tưởng có được chiếc đai ý nghĩa này một lần nữa. Ở tuổi 35, Poirier hiểu rằng mình không còn nhiều cơ hội tranh đai vô địch sau thất bại trước Islam Makhachev tại UFC 302. Thay vào đó, The Diamond đã nói về một ý tưởng điên rồ với chiếc đai BMF. Nó giống như Pride thời trước hay một vòng đấu Grand Prix, bạn biết chứ. Đó mới thực sự là BMF, nếu bạn có thể đánh một vòng loại trong một đêm với nhiều đối thủ. Ý tôi đó mới là định nghĩa thực sự của BMF. Ngoài Dustin Poirier, ba cái tên được tay đấm người Mỹ nhắc đến là Justin Gaethje, Dan Hooker và chủ nhân hiện tại của chiếc đai BMF, Max Holloway. Khi được hỏi về ý tưởng này, chủ tịch UFC Dana White đã chia sẻ: nghe hay đấy chứ, tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đó, nhưng tôi thích nó đấy. Phản ứng này của Dana White không khỏi khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên người điều hành UFC bày tỏ sự hứng thú với ý tưởng của một vòng loại trực tiếp. Điều đã không xảy ra UFC 17 năm 1998, trước cả khi Dana White tiếp quyền vận hành giải đấu. Đó là chưa kể với tính chất của chiếc đai BMF như đã xảy ra từ trước đến nay. Các trận đấu đều vô cùng khốc liệt. Việc một võ sĩ phải đánh hai trận trong một đêm như vậy quả thực quá sức tưởng tượng với bất kỳ ai ở thời điểm hiện tại. Chiếc đai BMF từng là phần thưởng cho cuộc đối đầu giữa Dustin Poirier và Justin Gaethje tại UFC 291. Sau thất bại từ cú đá cao trong hiệp 2 của đối phương, Poirier có thêm một chiến thắng trước Benoit Saint-Denis tại UFC 299. Và gần nhất là để thua trước Islam Makhachev như đã đề cập. Tình cảnh của Justin Gaethje cũng không khá hơn là bao khi anh bị Max Holloway hạ knockout ở giây cuối cùng trận đấu ở UFC 300. Chính thức đưa đai BMF về tay chủ nhân mới. Trong số 4 gương mặt được nhắc đến, Dustin Poirier có tỷ số 1 thắng 1 thua trước Justin Gaethje, 2 lần đánh bại Max Holloway và 1 lần vượt qua Dan Hooker. Trong số những cái tên này, Dan Hooker là người có ít lịch sử nhất khi chưa từng chạm trán cả Gaethje và Holloway. Atsuro Taira hy vọng sau một thập kỷ của MMA Nhật Bản ở UFC, đối đầu Brandon Royval, Atsuro Taira đang gánh trên vai niềm hy vọng của MMA Nhật Bản sau 10 năm vắng bóng ở các trận tranh đai tại UFC.
Tại UFC Fight Night 244 diễn ra vào sáng Chủ nhật 13 tháng 10 tới đây, ứng viên số 1 hạng rùi Brandon Royval sẽ tiếp đón tài năng sinh năm 2000 đến từ Nhật Bản Tatsuro Taira, người đang được xếp thứ 5 ở hạng cân. Đã lâu rồi MMA Nhật Bản không có đại diện trên đài tại UFC, thời gian chắc chắn đủ dài để nhiều khán giả quên rằng võ sĩ đến từ đất nước mặt trời mọc gần nhất có hy vọng vô địch là Kyoi Horiguchi khi thách thức người giữ đai Demetrius Johnson vào năm 2015. Kể từ đó đến nay, Nhật Bản dần lép vế so với hai quốc gia cùng khu vực là Hàn Quốc và Trung Quốc tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Trung Quốc đã có nhà vô địch đầu tiên Wei Zhan. Những cái tên đang được xếp hạng như Song Gia Đông, Yan Sao Nan thì mọi hy vọng của Nhật Bản đang hướng về Tatsuro Taira. Tatsuro Taira bắt đầu tập luyện võ thuật khi còn ở quê nhà Okinawa, Nhật Bản. Năm 17 tuổi, anh vô địch hệ nghiệp dư khu vực đảo Kyushu, giải Suto, một trong những hệ thống thi đấu lâu đời nhất tại quốc gia này. Liên tiếp 4 năm sau đó, Taira chuyển lên chuyên nghiệp và có cho mình con số 10 trận thắng liên tiếp để được UFC tìm đến. Tatsuro Taira nhanh chóng chứng tỏ mình là tài năng sáng giá nhất đến từ Nhật Bản sau 5 trận đấu đầu tiên. Anh có 2 chiến thắng tính điểm, 2 pha khóa xiết và 1 lần đóng gục đối thủ. Điểm nổi trội của Tatsuro Taira chính là kỹ thuật đa dạng và khả năng xử lý linh hoạt các tình huống khóa xiết. Trong trận đấu với Alex Perez hồi tháng 6 vừa qua, Taira đã có một pha tóm lưng, cài chân, quét ngã khiến đối thủ gặp chấn thương gối. Hình ảnh lần đầu tiên xuất hiện ở UFC, khả năng đánh đứng từ nền tảng kickboxing karate giúp cho Taira có thể tấn công một cách chính xác. Cùng với việc chuyển đổi mượt mà sang các pha quật ngã, Taira sinh năm 2000 luôn khiến đối thủ phải bối rối trong từng pha tiếp cận. Với chuỗi 16 trận bất bại, 6 tại UFC, Tatsuro Taira giành được vị trí thứ 5 tại hạng rùi cùng cơ hội đối đầu Brandon Royval. Đối thủ người Mỹ là người vừa đi hết 5 hiệp đấu với đương kim vô địch Alexander Pantoja, vượt qua cựu vương Brandon Moreno để giành lấy vị trí số 1 hạng cân. Chạm trán thử thách và cũng là cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp, Tatsuro Taira đang đứng trước ngưỡng cửa đưa MMA Nhật Bản đến với một trận trên đài tại UFC sau 9 năm. Tiếp nối hy vọng giành chức vô địch mà các võ sĩ xứ mặt trời mọc chưa từng làm được trong suốt lịch sử giải đấu. Trưởng môn phái Thanh Thành thách đấu Mike Tyson lại gây ồn ào ở Trung Quốc. Trưởng môn Hà Đạo Quân của phái Thanh Thành gần đây đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện võ thuật One Fan Wari Road Series ở thành đô Trung Quốc vào ngày 22 tháng 9. Hà Đạo Quân cùng với vợ bà Tiên Tôn Lệ đã biểu diễn những kỹ năng đặc sắc khiến khán giả ngưỡng mộ và tôn vinh võ thuật truyền thống Trung Quốc. Màn trình diễn của họ nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ võ thuật. Một sự kiện đáng chú ý trong sự nghiệp của Hà Đạo Quân diễn ra vào năm 2001, ông đã thách đấu với nhà vô địch lừng danh quyền Anh thế giới Mike Tyson. Mặc dù trận đấu không bao giờ được tổ chức, nhưng lời thách đấu của Hà Đạo Quân đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Ông tự tin tuyên bố rằng mình có thể đánh bại Mike Tyson nếu không bị ràng buộc bởi các quy định luật lệ trong cuộc chiến. Đặc biệt, một cao thủ võ thuật Trung Quốc nổi danh với biệt danh Thiết Sa Trưởng Tôn Lôi đã có mặt tại sự kiện này và tham gia biểu diễn cùng Hà Đạo Quân. Trong một bài biểu diễn, Tôn Lôi đã có màn thử sức khi đá vào chân của Hà Đạo Quân. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh đã phải ôm chân vì đau đớn và quỳ lại, bái Hà Đạo Quân làm sư phụ ngay tại chỗ. Hành động này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội xoay quanh sức mạnh thực sự của Hà Đạo Quân và tính chân thực của màn trình diễn. Trang mạng Douyin, nhiều ý kiến trái chiều đã bình luận về tiết mục này. Một số người khen ngợi khả năng võ thuật phi thường của Hà Đạo Quân, cho rằng chân của ông cứng như sắt. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông đã sử dụng mánh khóe để tạo ra tình huống ấn tượng. Một số khác thậm chí đề nghị sắp xếp trận đấu giữa Hà Đạo Quân và các võ sĩ khác của Trung Quốc như Mã Quốc Bảo hay võ sĩ Muay Thái nổi tiếng Vu Cao. Hà Đạo Quân sinh năm 1963 tại Thành Đô, là trưởng môn phái Thanh Thành và là võ sư cấp 6 quốc gia của Trung Quốc. Dù sinh ra trong một gia đình không có truyền thống võ thuật, từ nhỏ ông đã bị thu hút bởi thái cực quyền khi thấy anh trai luyện tập. Sau khi bái sư Tào Minh Tiên của phái Thanh Thành vào năm 1983, ông chăm chỉ luyện ngạnh công. Hà Đạo Quân nổi danh với tuyệt kỹ Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công, giúp phần đầu và bàn tay trở nên cứng rắn nhờ nội công. Đến đây thì Võ Thuật Channel xin được kết thúc bản tin ở đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.